vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào anh em đến với channel của mình nha. Thì hiện tại thì mình đáng lẽ là ở vị trí F3 và L'Oreal thì đã giúp mình đó là lên đi rừng bởi vì chất tướng Bright cực kỳ là mạnh. Và cải kể thì ông ở vị trí F4 này thì đừng tưởng đó là pick được Bright mà ngon, bởi vì ông kia thì cũng đi rừng ấy, nhưng mà Bright thì mình xin rừng ấy. Và cải kể thì mình hí một câu nhẹ nhàng, ông kia bảo là không chấp. Kiểu là nói pick zoom ấy, rồi sau lại bị danh nữa ấy. Đáng lẽ là F4 ở vị trí đó là F2. Nhưng mà thôi sống, dù sao thì cũng được anh em ạ. Mình thì cầm Bright nên là mình sẽ xin rừng thì sẽ hiệu quả hơn đó là so với đi lén. Ok, và mình sẽ chat đó là một câu khi vào trận đấu, đó là vui vẻ lên bàn. Đúng rồi, chơi game là phải vui vẻ. Chỉ bắt đầu là khao lên rồi là khi đó thì đánh sẽ không tốt nữa. Gọi là vui vẻ và không khao ấy. Ok, thì ở giai đoạn đầu game thì mình sẽ phá bộ xanh trước và tiến sáng bộ đỏ và gánh ở đường rồng nhá. Hiện tại thì thêm tem mình cũng đi check map rồi. Không biết có cướp được hay không thì mình chưa rõ. Thì thường thì chắc chắn đó là ở vị trí thứ F1 đấy. Thì đương nhiên đó là anh em sẽ pick những vị tướng đó, thứ nhất là thuần tay, thứ hai tướng mạnh, mà Bright là một tướng rất cực kỳ là mạnh. Chắc chắn thì trong một trận đấu mà không cấm thì phải chọn rồi, đó là điều đương nhiên. Mình chơi Bright thì nick này cũng chỉ mới chơi khoảng tầm mười mấy trận gì đó ấy. Tỷ lệ thắng nói chung cũng khá cao, chỉ thua một trận phải. Tỷ lệ thắng cũng 80% ấy. Nói chung mình cũng khá là tự tin, nhưng mà cũng chưa biết trận đấu này thì cũng chưa biết nó sẽ như thế nào. Elsu anh em có thể thấy đang gọi là tăng hình và bắn bùa mình nhá. Nhưng mà xin chia bùa nổi bàn là mình có bùa này thì ngắm lại ngay, thì ngắm lại này thì ngắm này. Cấu rìa nhẹ một xíu thôi. Thì nó chắc có uấy đó, mình định nói là nó chắc chắn thì trong bụi cỏ rồi. Bởi vì cái giang Elsu thì chắc chắn cứ núp lum và bắn thôi. Hoặc là tăng hình đó là gần hang đá rồi bắn. Pha này thì mình sẽ lên gánh nhá, Richter này, choáng nhẹ Richter một phát này, chiêu 2 tiếp cận này. Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu bạn ơi, nhưng mà để hạ hút Richter thì khá là khó. Ui, bị tém địch này. Sao mà tém địch tập trung đấy nhỉ? Chơi luôn, ui sao thủ tém mình đâu rồi? Toáng này anh em ạ. Hy vọng là tém mình lấy trả thù cho mình được ấy. Sao đó xa thủ tém mình cũng thấp máu nữa nên là chắc phải là về ăn cục máu 6 trù ấy. Mình không để ý và lên bảng điểm số rồi. Nhưng không sao cả, dù sao thì tém mình đó là mid cùng như là tánh cơ thì lại đó là hỗ trợ mình rồi. Bây giờ lại tiếp tục về farm thôi. Một phá gọi là gánh không hiệu quả. Phá đầu thì 2 đầu 2 nhưng mà tém bên mình thì không có ai chống chịu cái. 3 đầu 2 này, thành ra cuối cùng 3 đầu 2. Nhưng không vấn đề gì cả anh em ạ, tém mình thì trả thù cho mình rồi. Bây giờ lại tiếp tục farm thôi. Ui, Viera làm gì đấy? Viera thời điểm này thì cũng rất chỉ là hot pick, bởi vì khả năng đỡ sốc đám của cô nàng này. Bright thì giai đoạn đầu game chưa được mạnh, nhưng mà giai đoạn V6 đó là một câu chuyện khác. V6 thì thực sự quá là bá đạo luôn. Lý do vì thế mà nó auto cấm. Thì hiện tại bây giờ lại có... Ui, tém đi cùng ép. Ép quái mình kia. Hiện tại thì SP tém mình lại ra đường mịt rồi. Ui, 3 hành 1 ở đường mịt rồi. Và này thì mình sử dụng chiếu trúng đó là Richter thì thấy sai nhá. Bật luôn đó là chiếu cuối chơi luôn ấy. Ui, toang rồi. Thế này thì bị chửi chết anh em ạ. Lúc nào toàn mình chống chịu. Thôi, chắc có lẽ xíu nữa phải chơi cẩn thận cho chơi thế này toang ấy. Chơi thế này thì thế nó chửi sập mặt, không hay không luôn.
Đáng lẽ những pha đó mình được điểm hỗ trợ chứ này. Điểm hỗ trợ cũng chả được luôn. Có điểm hỗ trợ thì giúp gia tăng thêm. Đó là đến từ phù hiệu ấy. Chứ hỗ trợ cũng không được luôn thì chịu. Với tình cảnh này thì anh em cứ lặng lẽ, đối phương có chửi thì cùng, gọi là đồng đội có chửi ấy, thì cùng cố gắng mà phám, thì xíu nữa thể hiện thôi. Chứ bây giờ mà hai bên gọi là chửi lại thì thôi, thôi rồi lừa mới, pha này liệu có lùng lúa được mạng nào hay không? Chạy đâu bạn ơi, ôi, đây rồi, chắc chắn thì pha này có mạng rồi, chạy đâu. Những gì mình tưởng là chắc chắn nhưng mà cuối cùng thì lại không chắc chắn. Éo su pha đầu đang có chiếu ấy, nên là chiều rồi, không bắt được luôn. Ok thôi, thì không làm được gì thì cố gắng đó là ăn con rồng cho tem cũng được. Đấy, pick zoom đấy. Rồi, bắt đầu đó là chơi mình rồi đấy. Quẩy diêu. Kiếm mang của diêu nào anh em ơi. Chạy đâu bạn ơi, pha này liều luôn, bắt luôn này. Bắn rù chơi luôn ấy, chạy đâu. À, quả cầu băng sương ạ. Quả cầu băng sương thì mình có chiêu cuối. Ăn được cái màng chấm dứt này. Ôi, thôi xong rồi. Pha này cũng lên bảng điểm số mất rồi. Trù bắn mình anh em ạ. Trù bắn này thì nó bắn đau quá ấy. 10-10. Đợt này hơi phịt rồi. Toáng rồi, ôi thến. Thến tém mình ăn được con bua. Vừa mới chạt gọi là xin mua mà bị tém đi kia 3-4 người nó đuổi chứ. Cơ lơ mơ nó. Xin mua Richter tém mình gãy Richter tém đi gãy lại. Khá là hai hước đến từ vị trí của hai anh. Thôi lần này thì phải cố gắng tích cực phàm, không chỉ thế nên nó chửi chết. Ok hiện tại thì rồi chơi được. Ôi pha này thơm. Lại có mang của Diu rồi. Mình chỉ cần lấy được thêm cái thành kiếm báo phê anh em ạ. Đối với Bra thì khả năng hồi phục cực kỳ là tốt. Và khả năng đó là sử dụng chiêu cuối để tránh sóc sát thương ấy, để có thể là bất tử ấy, thì cũng cực kỳ là tuyệt vời luôn. Pha này bắt Richter này. Rồi Richter đang lên khá cáo nha. Mình sẽ chặn đâu không cho Richter về uổi. Nhưng pha này bắt tàn thằng này cũng được này. Nó dùng đó là chiếu giật về rồi pha này. Ui Richter chạy đâu bạn ơi. Thề luôn ấy. Ngu người. Không ăn được màng của ai luôn ấy. Pha đó bị viết ra nó dính combo phạt. Mình phải bật chiêu cuối luôn. Mà anh em biết thì khi bật chiêu cuối thì sẽ không sử dụng được chiêu 1 nữa. Sợ đó là viết ra nó sốc đám phạt luôn ấy. Richter gãy. À bắt. Chạy đâu bạn ơi. Chơi luôn. Tiếp cận đánh luôn này. Mình đang còn chiêu cuối nhá. Bắt luôn này. Rồi chạy đâu bạn ơi. Richter này. Này thì Richter này. Lên bảng điểm số này. Đối với Bright khi mà kích hoạt chiêu cuối thì những đòn đánh thương anh em sẽ nó là trúng nhiều người nhá. Nên là việc anh em khi kích hoạt chiêu cuối thì tập trung đánh thương và áp sát bằng chiêu 2. Khi hà được tướng địch phản thì chiêu 2 lại hôi và anh em có thể rồi chơi tướng địch liên tục. Đó là điểm mạnh của bất rái ấy. Combo thì cũng khá dễ thôi, anh em cố gắng làm sao đánh thương vào trúng tướng địch càng nhiều càng tốt. Thì khi anh em tiếp cận ấy thì có sẽ có sát thương chuẩn nhá. Và này thì chắc chắn sẽ lấy được trù rồi, tầm này thì nói chung mình cũng bắt đầu khỏe dần đều rồi. Ôi díu này, ôi nó chạy về nhanh thế. À thủ thì thời điểm này đang khá là trấu, liệu có bắt được hay không? Chơi luôn bạn ơi. Đúng rồi, ôi 3 đánh 1 thì làm sao mà có thể chạy được. Excalibur đến từ vị trí của Thến đã ăn được màng của A thú. Không tốt. Ôi pha này chiêu 1 trật rồi. Ăn xong con quái này thì sẽ ăn con búa đỏ này nữa nhanh nhá. Ôi, bắt người trước. Chạy đâu bạn ơi, lên bảng điểm số này, bắt chiêu cuối này. Chơi luôn này.
siêu Việt này, rồi chơi luôn này. Tầm này đi, chơi tốt, chơi thoải mái, chơi mệt nghỉ. Uầy, thế ăn mạng nhiều thế. Thế gánh tím rồi. Ta lắng. Ta lắng là gì anh em? Ta lắng, ta lắng. Giống như kiểu bài nhạc đúng không? Về ngọc dành cho Bri thì sử dụng ngọc 26% tóc đánh nhá. Ngọc đỏ tóc đánh chỉ mà ngọc tím tóc đánh tóc chai và ngọc xanh là công vật lý và xuyên giáp thôi. Phù hiệu thì mình sử dụng bộ phù hiệu má chủ nổ đám. Ok, pha này chạy anh ta thân luôn này. Với Bri thì anh ta thân cũng cực kỳ là tốt, khả năng hồi phục cực kỳ là tuyệt vời luôn. Về trang bị thì đó là món đồ đi rừng tăng tốc đánh, đó là cúng bảo tố, rồi dây tăng tốc đánh, dây du mục, rồi tiếp đến xảy lên cho nó đó là thành kiếm sóng đao bảo táp, kiếm bura massa và giáp hồ mệnh thôi. Pha này chơi luôn anh em, tem đích mà ra là chơi luôn anh. Tầm này thì mình khá là khỏe rồi. Để chúng bật rái thì chất tưởng nó khỏe. Bây giờ có một mảnh sơn giáp nhỏ đây này. Pha này liều có chơi hay không? Ui, thế ủi trật lật rồi. À, thú này rồi, pha này chơi luôn này, chơi luôn này. Chạy đâu bạn ơi, dùng chiêu 1 trúng mục tiêu này, lên bảng điểm số 3 đao này. Bật chiêu cuối này, chơi luôn này. Áp sát chiêu 2, đấy, anh em thấy cứ hà là ăn được chiêu 2 liên tục. Hà liên tục và mega kill hay không? Quá đa kill mega mê. Ôi, không được mega kill rồi. Ok, chưa thến. Gọi là chát một xíu ấy, gọi là để cho thến phản biến thế nào. Giai đoạn đầu game fit một xíu thôi. Giai đoạn về sau khỏe thì có thể chơi được. Không có tao ăn lơ o lơ. Thì tất nhiên đó là phải có tánh cỡ chống chịu mình mới có thể khả năng rồi xả đám được chứ.